chính. Mấy cái mã này là chị Gia Hân vừa hết á. Đó, cực kỳ đẹp luôn, 65 kg đổ về bằng vừa hết giùm em luôn. Trừ hao á chứ mấy chị bảy là 75 kg không vừa. Không vừa mấy chị ơi, rồi chị đơn thì chốt cho em mã ta mã 9 nha. Mã 9 nè. Đó, mã 9 phối cũng là đẹp luôn. Tết rồi nhiều em xả hết á chị ơi. Còn nhiều em xả hết, còn ít lắm, tại vì bỏ sỉ hết trơn rồi. Rồi mã 8 đẹp, mã chị Hân không mấy chị ơi. Mã 8 đẹp nè. 8 đẹp thì nha mấy chị ơi, 65 kg độ vàng cực kỳ đẹp luôn. Form rất là đẹp nha mấy chị. Rồi đâu? Đâu, ok rồi mà. Mua đâu cũng được hết. Rồi đây quá đẹp luôn. Mã 13 cho em con này cực kỳ đẹp luôn. Mã
đi ra đi đi mã anh coi mà. 12 nè. Mã 10 con quá. Rồi mã 13 cho em nè. Khoan để cô từ cô gì Ngọc từ là cô kêu lấy màu gì ta? Lên là bộ màu gì để con lên cho cô xem. Cô muốn lên tay lỡ lên tay con hả? Tay con màu tím nhà mã 13 đúng không? Ừ. Để con lên cái bộ tay lỡ màu tím cho cô kia con cái. Đúng rồi đó chị ơi, chị xuống tí nhỏ là phải bóp lại thôi. Phải chịu bóp rồi. Phải chịu bóp á? À, chị Ngọc Từ Tâm. Dạ chị Ngọc Từ Tâm ơi. Nếu mà chị có mua mình phải mua nhỏ chút tí phải bóp lại, nhỏ phải bóp lại, lật cho nó vừa phơm rất là đẹp luôn. Mà chị đã ưa thì chốt cho em tím than đó, size 3 nè, đó đang sale, con đang sale hộ này 200, mà chị đã ưa thì chốt liền em 200.000, cực kỳ đẹp luôn. 200.000 đây con có màu này, để con đọc màu cho cô vô màu nào của cô chốt của con nha. Phơm này con có size 90kg độ về, có size 90kg độ về, chị đã ưa thì chốt liền em đó. Có tím than nè, tím tím nho, màu đen vàng, màu cam, màu đen đỏ, rồi màu gì đây đó, như đó là xay, đó là xay 65kg đó cô. Còn những cái phơm này là phơm khác đó, màu vàng, có màu vàng luôn, có màu tím cà luôn, có màu nâu luôn. Nhưng mà phơm của cô thì con chỉ có là màu tím nho, màu đen đỏ, màu đen vàng, màu cam, chứ là màu tím than thôi. Nó phơm màu nào thì cô chốt màu đó nha. Nha mấy cô nha. Ưng màu nào chốt màu đó cho con. Còn mấy cô muốn lên đầm nữa không? Con lên đầm tiếp tục mấy cô nha. Nói cô lấy màu gì? Cô Từ Tâm cô lấy màu gì cô ơi? Cô lấy màu gì nè? Cô lấy cho cô. Sale 200. Đó, sale cuối năm rồi chị Ân, cuối năm 200. Chị có chịu không ta? Chị ít bạn mà. Rồi ok, để em cái nha. Lên nhung lên, lên này xe luôn đi thương anh. Em của bạn cô là bao nhiêu vậy? Nè, rộng lắm nha. Tại vì con mặc vô là nó vậy á. Tại vì con cũng gần 60kg luôn rồi. Đó. Nó còn rộng đó cô. Nó còn rộng nha cô ơi. Eo này tới nhiêu mà? C3. Eo C3 90. C3 90 á, eo 90 đó cô. C3 eo 90 đó. Phơm này là cũng bằng phơm của Lily đó cô. Phơm này là cũng là bằng phơm của Quỳnh Lily đó cô. Cô có mua bên đó là xay máy, là con lấy cho cô xay máy. Xay đó. Bằng phơm á. Ồ, 65kg mặt xay C3 đi. C3 là đúng rồi. C3 đi. Nha, cô kêu lên làm xe cái cổ thì nãy giờ cô đợi kìa. Cô đợi hoài mà không thấy. Cô bích phạm là bao nhiêu ký? 72kg mà. À, mày lên lấy cổ làm thêm được. 72kg hả? 72kg đồ thủ đúng không? Cầm nhũ luôn mấy chị ơi. C3. À, C3 lấy C3 đi. Nha chị ơi. Nha cô ơi, lấy C3 đi cô. Đây mà, cái làm 72kg của ai vậy? À đúng rồi. Đúng rồi đây. Chị nào rồi đây? Mã 1, mã 3, mã 5. Là xong. Đây nè cô ơi. Đây nè, đây nè nè. Full size à, 75kg độ về. 75kg, 75-80kg độ về luôn. 65 đến 75-80kg luôn. Rồi chị đưa người chốt cho em đầm này nha. Đó, 1, 200.000. Đó, 200.000 thôi, xả luôn 190 luôn. 190 mấy chị luôn rồi, chị nào nhanh tay chốt liền em 190, cực kỳ đẹp luôn. Ok con, dạ. Ok cô này rồi, chốt cho cô màu tím nè. Size 3, cô lấy size 3 đi. Mặc cho vừa phơm, size 4 ngọt lắm. Chị Hồng Phượng ơi, lên màu đen.
ký thì chị. Còn đây nè, cô nào hồi nãy 72 ký, 75 ký này chốt cho con đi. Đó. Cái này là ghi giùm con là cái mã gì đây? Mã chiếc mã gì? Mã lá chút. Mã lá nha. Mã đen xanh đi, mã đen xanh. Đen xanh cực kỳ đẹp luôn. Đây nè, con cho mấy cô coi nè. Hàng cao cấp rất là đẹp luôn nha. Nha mấy cô ơi. 190. Mã 190 cho con đi. Đen xanh 190 cực kỳ đẹp luôn. 190 đẹp lắm, chất hai lớp luôn. Ừ. Của nó là mã 13 62 kg. Mã 13. Mã 13 để coi mã nào. Có đó không? Đúng rồi, cái con màu đỏ nè. Rồi 63 kg này, rồi ok chốt cô Quý Dương nè. Rồi chị Đơn thì chốt thêm mẫu này nha, đẹp cực kỳ luôn mẫu này. Nha. Đẹp lắm. Rồi ok chốt cho cô nè, cho cô gì Quý Dương nè. Nó đẹp lắm. Chị ơi, về 6 mã em cho số ký đi, tại vì nhiều khi ngày bữa đen mà số ký chị không có hả chị. Rồi này, chốt đi mã 13. Đó, rồi chị là muốn làm món gì nữa đây? Đẹp lắm đó chị ơi. Để em lên màu đen cái mấy chị thấy đẹp mà chốt không có hũ không đó chị ơi. Ép đá quậy. Ép đá quậy cho. Đúng rồi, cái này ép đá nha. Cái hàng này ép đá nhưng mà đá này là đá cao cấp nha mấy chị. Ép đá hàng cao cấp, chất giải này là chất giải cao cấp luôn nha. Đó, rồi chị Đương thì chốt cho em nha. À, bộ tím 55kg có, phần hư có hả chị? Dạ, tím 55kg còn nha. Còn. Còn không? Còn. Còn nha cô ơi. Còn nha. Ngoài lớp còn. Đó, rồi chị Đương đập chút đậm cho em nha. Đập 190. Rồi, mấy chị muốn làm gì đây? Đây con to đây, kêu màu đen mà không biết ta ngắn hay ta con gì hết. Màu đen nào? Cái gì đen? Đồ bổ hả? Ừ, đồ bổ á. Còn đây nè, xây lớn đó nè. Dạ chị. Còn đây nhiều sao 2 kg vậy? Mã 8 kìa, mã 8 còn không? Mã 8 hả? Bây giờ qua mã này không biết đâu mà chị. Mã 8 là cái mã đẹp đẹp. Không. Không, qua bên này đâu. Ra đó nha. Ừ, đúng rồi, 38. Mà dơ là phải không? Đúng rồi, ok. Đúng rồi đó. Mã 8. Cô gắn con rồi. Đây nè, mã 8 là cô. Để con có cái đặc kia đẹp lắm mà cô mất tiêu. Đây nè, mã 8 nè. Mã 8 đúng không cô ơi? Đúng không vậy? Không có. Mẹ đưa con cái đặt này coi, sao mày má vậy? Má 11 với má 12 thôi vậy thôi. Đẹp quá. Cô đợi từ đi cô ơi, rồi đây. Cô đi ngủ rồi. Quá đẹp luôn, đầm ngủ nha. Đầm này là 65kg độ về. Đó. Hai lớp nha. Hai lớp cho em nha. Đó, chị Ưng thì chốt cho em. Ưng, cái này thì ghi giùm em là cái mã 15. Mã 15 cho em, cực kỳ đẹp luôn. Cô tưởng cô đi ngủ rồi chứ. Con mới có mấy cái đầm đẹp nè. Con mới có mấy cái là đầm đẹp quá trời luôn. Chị muốn em gái mặc cho chị xem. Xem à? Xem cái gì chị ơi? Không, chị chốt cũng như màu đen. Chị nói là màu đen để chạy mận cho chị con. Con màu đen này đen tay gỡ với con. Không biết nhưng mà chị tại mới vô mà bận tại đi cho rồi, chị. Rồi ok, để em lên chị xem. Đầm khoan đen. Không có sáng khách nha chị ơi. Đây không có đặt sáng khách. Phan mấy chị đợi em cái nha mấy chị ơi. Em dọn này găng cái bây giờ có đầm bông sáng khách được không? Còn mấy con đầm bông sáng khách. Xe xe cho chị luôn. Xe cho mấy chị xe luôn. Xe cho hết luôn. Đầm cái tân 63 kg có không? Không, đầm cái tân thì em hết rồi. Em còn đầm bông 63 kg thì có. Rồi đang bán 15 rồi đó. Đầm bông đẹp lắm mấy chị. Đang sale có giá có 170 mà đẹp. Đây lắm. Đây nè, hồi nãy có chị nào mà 7 mấy ký không chịu mẫu này. Mẫu này bao đẹp với chị luôn. Nha. Coi diễn thoải mái lắm mấy chị ơi. Này mã 15. Coi diễn thoải mái lắm. Đó chị đầu ưng cái mã này ghi em là mã đen xanh nha. Mã đen xanh 99. Này mã 15 hả? Ừ, ghi em hết luôn. Nè cô ơi. Dạ hôm nay miễn ship đó chị. Hôm nay là miễn ship. Chỉ hôm nay là miễn ship thôi nha. Tại vì cuối năm nên chị ưng thích hàng luôn. Đó không biết tặng gì cho hết nên thôi bị ship luôn. Mà vừa xe mà vừa bị ship luôn rồi đây nè. Cuối lại em tặng thêm 8 con áo dây. Mã này là cái mã mà người ta chạy quảng cáo nè. Chị Khánh Vân lấy mẫu rồi về bán vậy anh Vân. Đẹp lắm chị anh Vân ơi. Thôi rồi ấy nút nữa chị hàng cao cấp. Đây nè, hàng cao cấp nó có cái nút luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi chị ưng này thì mã 16 cho em. Thôi đặt mã 16 luôn rồi chị ơi. Mã 16 cho em, nó sẽ nè. Đó, mã 16 giùm em. Ừ, mã 16 chút, mã 16 giùm em, cực kỳ đẹp. Mã 16 nha. 16. Nãy giờ mình cũng làm 2 tiếng đồng hồ nữa
chị quay gọi chị nào ưng thì chốt liền em mã 16. Mã 16 phải vô để hồi quên nữa đi, mặc cái màu đen cho chị xem mới được. Quên. Ủa đúng 38 không ta? Đúng không chị Thế Trang ơi? Mở ra đi. Đúng hả? Đúng rồi đó. Mã 16. Xanh nút 64 tí rồi, ok nè. Rồi ok, chú chị Phương khai út nè. Đẹp lắm đó chị ơi. Đang xả chỉ có 170 thôi đó. Em đang xả như 170 thôi. Chị mất tiêu rồi ta. Dạ hôm nay là miễn ship hết tất cả đó mấy chị. Hôm nay là miễn ship tất cả mấy chị luôn nha. Cho mấy chị hôm nay mấy chị mua mấy chị nhớ là bấm nút theo dõi trang của em nha. Lấy cho chị coi vài bộ. Đây là chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Tay lỡ màu đen nè. Đó, màu đen vàng. Tầm đen mới mặc 65 kg vừa không vừa nghe chị. Vừa nhưng mà ơi, còn thức luôn kìa. Nhưng mà hết rồi hả? Khoan, để coi tôi còn không. Cái nào mà để gần gần cái đó đó mà. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em. Quá đẹp luôn. Đó, đen vàng. Đen vàng. Đen đỏ. Đó, đen vàng đen vỏ tay lỡ nha, tay lỡ là 210 một con nha, 210 một con em có đủ màu mà chị lựa luôn. Đó, em có tay con luôn. Tay lỡ nè, tay lỡ đen vàng, đen đỏ. Đó, con một rồi đây. Con nè. Hết rồi chị ơi. Ít rồi nè. Khác rồi. Chị thôi lấy một khác chị ơi, lấy một khác nha. Lấy một khác thì hết rồi, mấy đầm này đẹp dữ lắm luôn. Mấy rồi đó, đen. Em ơi lấy cho chị cái áo khối 70 kg có vừa không? Có hay chị? Vừa luôn á. Form này là có size 90 kg đổ về. Lấy 16. 16 có nằm không? Đúng rồi, mã 16 đó. Mã xanh nè. Mã xanh này là cái này nè. 16 nút nè. Đúng rồi, cho thử đi. Rồi ok, lấy 16 nè. Cho chai. Nãy là chị thay của nó. Thay út rồi. Xanh gì vậy? Mở nha. Mày làm gì vậy? Ai trước không coi, không coi sao? Khác không? Khác đi xíu. Mã 16 hết rồi chơi, để lên từ từ đi. Thôi, mã 16 em hết rồi, bây giờ em lên từ từ nha. Chị đang chút trước thì để trước nha. À, tím 55 kg tay con hay tay lỡ thì chị Nguyễn Thu Cúc ơi, lên tay con hay tay lỡ em luôn nha chị ơi. Tay con hay tay lỡ, tay con là 200, tay lỡ là 210 nha. Có 70 kg, hôm này có size 90 kg độ về, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký, 70 kg làm có màu luôn. 70 kg mẫu này tay con lên đây lỡ, mấy chị ghi tay con lỡ để em biết một chút luôn mấy chị ơi. Chị 28 tuổi, màu xanh nó hơi đứng tuổi hả? Chị biết phạm hả? Chị lấy gì ta? Chị bán kiếm 2 kg không? À 72 kg à. À 72 kg của nó hả? Của nó thì là đứng tuổi rồi đi. Để 2 kg lên mấy mẫu này nè. Thư lên lại cho mình chỉ coi mấy mẫu này. Một ô mà đi luôn được. Tại vì còn nhỏ tuổi thì bận cái đó được rồi. Tay lỡ hả? Rồi ok, chốt tím tay lỡ ha. Rồi ok, chốt tím tay lỡ chị luôn nè, 210 này cho chị Cúc nè mà. Tay lỡ, màu tím than, cực kỳ đẹp luôn. Đây nè chị 72 kg, chị lấy mẫu này đi chị. Chị Bích Phạm nè, lấy mẫu này đi, mẫu này trẻ nè. Đó, đẹp lắm chị ơi. Nè, đẹp lắm, có hình luôn. 72 kg lấy mày giùm em mẫu này đi, đẹp lắm chị ơi. Đó, 150, đang xả 150 đó. Còn trẻ lấy mẫu đó đi. Đang chị ơn của chị 150 đó, hôm nay là hàng mới về luôn. Mà tại vì hôm nay là ngày cuối nè. Tại vì đặt hổm ngày rồi, hôm nay nó mới mai xong. Đó, nó mới có hàng, vậy nó mới có hàng về. Nên bây giờ về một cái ngày cuối luôn thôi, xả luôn. Vừa bán thì chị ơn chị luôn, đây em có màu luôn. Chị đã ưng màu nào chút đó cho em nha, 150 em có là... Là... Cái này biết hai cái dừa không? Dừa. Thấy nó giãn quá trời luôn á. Để không mặc thử là dừa. Nè, hồng. Hồng giùm em nha. Đó, nhũ hồng. Nhũ xanh dương. Nhũ xanh dương. Cô Khánh Phương còn nữa không? Cô lên cái mẫu này cho cô lựa nè cô ơi. Nhũ tím. Đi lên về đang bán Tết luôn. Đúng rồi. Đó với là nhũ cam 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 đồng. Đó, chị ưng thì chốt cho em liền nha. Ưng nhũ thì chốt nhũ cho em, size thì size lớn nè. Ưng thì chốt giùm em nha. Rồi ok, để lên size 70 kg đúng không? 70 kg mà tay. Tay gì? 70 kg là cho em xin cái tay gì đi, tay ngắn hay tay lỡ vậy? Hồng Vườn ơi. Tay lỡ hay tay ngắn hả chị? Tay ngỡ hay tay ngắn báo giùm em đi chị. Rồi để em lên đặt tiếp mấy chị nha. Tay lỡ hay tay ngắn đây? Em
còn mấy con dâm 65 kg đổ về là mấy chị ơi, có ai em có dâm luôn, có gì hết thân dâm không? Mặc bộ màu nâu tay ngắn thôi cho cô xem, cô miêu nhiêu ký mà cô mi 76 kg, 76 kg là con coi. Ủa 36 kg mặc xe máy. Mặc xe 5 đi. Ủa cao mấy 56 rồi, mặc xe 5 đi cho thoải mái. Xe 5 hả? Đầm đang mặc. Đầm đang mặc là 75 kg đó chị. Em đang lên 75 kg đó chị ơi. 75 kg đó. Dòng eo là trên 100 luôn á, trên 210 luôn á, thoải mái đó. 65 kg vừa không? À, cái gì? Đầm em đang mặc 65 kg mặc vừa nha chị ơi. Chị Hồ, chị Nguyễn Hiển ơi. Nguyễn Hiển ơi. Chị Mi 75 kg vẫn nếu mà cao 6 vẫn xe 4 cũng được. Rồi là chị lấy tay ngắn hả thưa ơi? Hả? Chị Hồng Phượng lấy tay ngắn. Chị tay ngắn là chị đặt hai. Ủa chị Ngọc từ Tâm là chị nói gì vậy? Đợi mẫu này đi, màu tím hồi nãy đó tay con. Bây giờ đừng có chơi gì đó, em biết đường đâu. Ủa chị ơi, cái mẫu hồi nãy á là y hình cái mẫu này luôn, nhưng mà tay ngắn là tay con thôi nha chị ơi. Cái mẫu hồi nãy em lấy cho chị á là tay con đúng không ạ? Dạ không nhớ. Hồi nãy của chị là tay con, của chị là hồi nãy là tay con, mà cái này là tay lỡ. Cái mẫu là y hình nhau luôn nha chị. Từ Tâm Lê ơi. Ủa Ngọc Từ Tâm ơi, y hình mẫu luôn. Làm đây mặc có 75 kg luôn nha chị ơi. Tay ngắn em mới bỏ. Rồi nhũ xanh dương chốt cho chị Nguyễn Hiển nè. Rồi đây, lấy cho chị nhũ xanh dương nha, cho chị Nguyễn Hiển nè. Ok chị Nguyễn Hiển nè. À, số 4 bộ chứ. Ủa số 4 đi. Con bộ chú hơi rộng. Dạ ok nè. Áo đen tay dài. Thiêu hoa. Đây nè, mẫu nè. Đó, em có đủ màu luôn, mấy chị cho số ký chiều cao đem lên cho mấy chị xem nha. Lên cho mấy chị xem. Cô gì cô Mi cũng kêu lên tay con. Ủa? Tay con. Tay ngắn em mới mặc bộ đen đỏ rồi ok chị, này còn không ta? Tay con, để con xem số 4 thôi còn hay không? 70 kg thôi đây còn nè. Còn nâu số 4 đúng không? Vào đây con còn hơn quá. Rồi đen đỏ. Đây nè cô Mi Mi ơi, đẹp lắm. Đen đỏ giống chị gì nè? Chốt cho chị cái màu hồng 75 kg mà tay con lại lỡ chị Kim. Chị Kim Phận ơi, chị cho xin tay. Mấy chị chốt thì chị phải ghi tay lỡ cho tay con nha. Em mà mấy chị mà mấy chị không ghi tay lỡ cho con là em không biết được chốt đâu. Nhũ xanh dương giá bao nhiêu? 150 nha chị ơi. Rồi em đang sale, em đang chị ơi, mấy chị có 150 thôi đây nè cô ơi. Em chốt cho chị Hồng Phượng là một bộ tay ngắn đen đỏ nè. Quá đẹp luôn. Rồi chốt chị Hồng Phượng tay ngắn một đen đỏ nè chị ơi. Đen tay ngắn là 200. Cả 200 chị luôn. Lên tay ngắn 200 đi chị Hồng Phượng ơi. Rồi nào, cô nào ưng thì chốt thì giùm em nha. Rồi chị Kim Phận cho em xin tay con hay tay lỡ nha. Chị cho em không, chị Hồng Phượng này có rồi. Chị lên số điện thoại thôi. Đây. Chị Hồng Phượng lên số điện thoại cho em đi chị ơi. Chị Gia Hân chị xem vậy. Đặt xe mắt rồi ok, để em xíu nha. Ok con nâu. Rồi ok con nâu chốt cho cô nè. Đó rồi chị là ưng nâu nữa, chung nâu cho em. Quên nữa để mặc đó mấy chị ơi. Em đọc màu nữa đi. Chị nào lên số ký cho em đem đọc màu mấy chị nè. Em cầm một cái cây mua cái xay của mấy chị. Em đọc mấy chị coi mấy chị ưng không. Mấy chị ơi. Áo lẻ sau lưng nè. Áo lẻ sau nào chị? Ok. Đầm tay lỡ 75 kg. Hai cánh tiên hai tay lỡ chị. Chị Phận hả? Màu hồng. Chốt cái màu hồng. Chốt cái màu hồng. Ta đầm tay lửa 75 kg rồi ok nè. Ok chị yêu nè. Cái đầm đúng không? Đầm hồng, mà không phải còn đầm hồng không? Còn. Rồi ok chút hồng của chị nha. Chút hồng của chị đẹp cực kỳ đẹp luôn chị ơi. Thiệt luôn á, em nói thiệt cái đầm này đẹp lắm nè, mà có 150 thôi. Nha mà có thoải mái luôn. Rất là thoải mái luôn nha. Lấy giùm xem xem nè, lấy giùm mà chị okay. Phượng ơi, chị Hồng Phượng ơi, lên số ký chiều cao cho em đi chị Hồng Phượng là 70 kg Hồng Phượng á.
cũng 70 kg hả ta? Chị à, chị hai bộ một màu em đang mặc. Chắc một không bộ đang mặc hết. Ê, còn con nữa rồi, ok chị luôn. Ok vậy là em bán chị hai bộ này đúng không? Hai bộ màu nâu luôn. Tay con hay gì? Tay con. Còn ok hai bộ nào còn chị Hồng Phượng lên xuống ký cho em chị ơi. Nãy mình giúp mình nhớ mình còn ba con mà. Chị Hồng Phượng chốt kèm cái số điện thoại lên giùm em. À, lấy nằm có nút xanh là ba xíu cậu ok để em cái nha. Còn nhiều lắm đấy chị ơi. Không. Chị Hồng Phượng 65 ký, giùm số 5 ký cậu ok để em cái nè. Vô luôn, vô phơm luôn. Cho chị coi bộ hồng. Sau lưng. Bộ hồng sau lưng đó hả? À, bộ hồng sau lưng mà chị nhiêu ký vậy? Chị là 65 ký ok luôn rồi để em tí xíu. Cho xem dung 57 kg cao mét 6 rồi ok dung 65 kg ok chị nè. Rồi chị Hồng Phượng ơi chị có lấy không? Lấy thì cho số điện thoại liền giùm em đi chị ơi. Lấy hay không thì ok thì cho số điện thoại để em biết nha. Nói lấy hay là không nha chị ơi. Để em đợi mấy chị yêu ơi. Còn đây em bên dung nè. Dung 57 kg mà cao mét 6 là Hồng Phượng không vừa nha chị ơi. Rộng lắm à. Dung mà cao 6 rộng mà. Cao. Ví dụ mét rưỡi 57 kg thì được. Mày có số 4 không được không? Rồi màu hồng giống phía sau nè. Đây hồi nãy chị nào học kêu em lên hồng. Chị Hiển nè, chị Hiền nè. Chị Hiền nhiêu ký quên chưa rồi. Cô không lấy đầm nhũ bạc. Cô nào dạ cô gì?
cô Hồng Minh là làm đỏ nè. Còn chị kia chị nói gì em, chị nói lại với em đi chị ơi. Chị Hồng Phượng ơi, nói lại với em đi, chị lấy mẫu gì mẫu gì chị nói lại giùm em luôn. Chị nói giùm cho, một màu đỏ, một màu đang mặc, mà đang mặc thì không có cái say đó nghe chị ơi. Chị coi chị mới chị nói giùm cho. Sao người ở ngoài thì gặp dễ lắm, người ở trong mà đọc mà ghi đọc mà gói là gói liền luôn á. Còn đỏ, còn đỏ. Ủa không, số 5 được. Vậy là em còn màu nâu thôi nha chị ơi. Em còn một nâu thôi, được không chị? Màu nâu. Nè bây giờ em đọc cái sai chị, bây giờ em chốt trước cho chị cái màu nâu. Em chốt trước cho chị cái màu nâu tay con nè. Chị Hồng Phượng, có thẻ đi ra đi. Rồi đây, em có thêm nữa nè. Chị có đèn đỏ hay gì vậy đó? Đèn đỏ chưa? Chưa mà, có nhớ số điện thoại mà. Hồi nãy thì kia chốt cho số điện thoại đó. Màu đen đỏ hay là màu đỏ? Em chốt chị màu nâu trước rồi. Hiện tại là em có màu nè. Một bộ màu đỏ, một bộ màu nâu. Vậy là em hết màu nè, màu đỏ rồi. Em chỉ còn là màu cam, màu gì? Màu tím cà. Màu tím cà. Màu vàng, đó xay của chị Hồng Phượng đó. Màu vàng. Màu tím nho. Cái là màu đen đỏ thôi, chứ em hết màu đỏ rồi nha. Nhũ đỏ 65kg. 65kg mặt hơi rộng đó chị ơi. Ờ, không có rộng đâu. Không có gặp con năm mấy kia. À đúng rồi. Tại vì ơi, nó co giãn cực kỳ luôn á chị. Ok chị, đúng rồi. Nó co giãn cho con chị chứ. Nhưng mà lên giùm mấy chị thế nào quên. 5 ký là bận vừa đẹp lắm luôn á. Còn mà mấy chị mà lớn ký thì bận nó giãn cho thôi. Em ơi, cái áo con. Cái áo chưa con. Cái áo Phúc dài. Áo Phúc dài là đang xả 1.190 đó chị. Đang trả 1.190 đó. Xay 4 chốt, chưa con, Mimi. Rồi, chốt rồi. Cô Mimi chốt rồi cô ơi. Chốt rồi nha. Cô đây nè, con xong. Ờ, đầm nhũ đỏ, 65kg mặt dừa chị ơi. Rồi, đó. Rồi nè, con mặt nè. 5kg bận dẫn dừa. Ờ, 58kg mặt dừa. Nhưng mà tới đồ gói hả nha chị. Một bộ màu đỏ, xay 75kg, đỏ tay ngắn hay tay dài? Tay ngắn hay tay dài chị ơi. Đen đỏ hả, tay ngắn rồi. Rồi ok, tay ngắn nè. Rồi đen đỏ tay ngắn cho cô. 75kg cho cô Kim Lê Kim Phận nè, ok cô nè. Cái nó nói với mấy cô là cái phơm này là phơm ngắn nha. Phơm này là phơm ngắn ngắn nha, nó vừa tới đầu gối nha, đẹp cực kỳ luôn. Đó, rồi chị đâu phải chốt liền em, đẹp lắm đó chị ơi. Đó. Cho chị coi đi. Chắc dùm quá. Áo hả? Rồi ok đó, con lên áo cho. Quá đẹp luôn rồi, chị nào ưng cái đỏ thì chút đỏ cho em nha. Phơm này cơm co giãn cực kỳ thoải mái luôn nha. Bao nhiêu ký mặt cũng vừa hết. Áo phớt dài. Nó cô 65 đi, cô chốt cùng con đi cô. Cô nào là 65 ký nè. Vậy lấy đen đi. Vậy lấy đen đi rồi ok chốt đen cho cô. Còn đen không lấy. Đây còn đen luôn. Rồi ok cô chốt màu đen cho cô. Cho cô hoa phượng gì nè. Vậy cô gì? Cô Phượng Hồng. Cô Hồng Phượng. Tay lỡ không, tay lỡ có đồ bộ không em? Dạ có nha, tay lỡ có đồ bộ nha chị ơi. Đầm đang mặc dạ đầm đang mặc là đầm nhũ mấy chị ơi. Đầm nhũ nha, chất nhũ co giãn nha mấy chị ơi, chất nhũ co giãn giùm em nha mấy chị ơi, chất nhũ co giãn nha nha mấy chị. Đây có không? Đây chất nhũ co giãn có hình luôn nè. Đó, có hình mặt luôn nè, đẹp cực kỳ luôn, trung niên nha. Sao không không lên giùm? Rồi ok. Ok lên giùm nè. Giùm mà chị 57 kg là hơi gọn. Chúc mời chị cái nhũ chị đỏ nhũ nè. Còn cái nào trẻ không hả? Rồi ok chốt nhũ nè, nhũ đỏ cho cô Bích. Cô Bích Phạm nè, ok cô. Rồi, Bích Phạm. Rồi coi gì nữa vậy? Rồi để lên zoom nha. Em lên zoom mấy chị ơi. Lên zoom nè. Rồi chị đợi lên zoom chút, lên zoom giùm em. Zoom này là tầm 65kg đổ về thôi nha mấy chị ơi. Cái thai thì nó hơi ôm tí. Nó có dây luôn nha. Có dây để nó định hình là cái vòng eo của mấy chị đâu cho bằng đẹp á. Zoom là phải bằng ôm eo bằng mới đẹp.
ưng dung chúc dung dùm em mấy chị ơi, 65kg đổ về nha, 65kg đổ về cực kỳ đẹp luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền dung. Đẹp quá mấy chị ơi, chất nhũ thoải mái lắm đó, cũ nó bè bè ra vậy nè, rồi chị ưng thì chốt cho em nha, ưng thì chốt cho em. Khi mấy chị các bạn Zalo ở dưới đi, rồi ngày mai là có lẽ về đẹp, mấy chị có chốt thêm thì em đi đơn luôn. Mấy chị ơi, vô kết bạn cái Zalo đi để em ghim bài cho mấy chị, kết bạn Zalo nha. Khi nào mấy chị ngày mai mấy chị vô mấy chị coi em đăng hình lên, chị nào ưng thì mấy chị chốt luôn, nạn đi đơn luôn. 70kg luôn về nè, coi cho mấy chị coi mấy cái hình là thư là đang về đó. Đây mấy áo lẻ là đang về nè mấy chị. Quá mấy áo lẻ là đang về nè, đang về, nhưng mà giờ cận Tết rồi, mà ngày mai mấy chị kết bạn Zalo em đi. Zalo em đi rồi em đăng lên rồi mấy chị chốt. Mấy chị chốt rồi em đi đơn luôn. Đẹp lắm. Một cái đỏ đen 75kg. Chốt cô một cái đỏ đen 75kg đi, tay lỡ thôi con luôn đi cô. Cô đồng đó em bán 150 rồi chị ơi. À cô Kim Phượng mới chốt một cổ đúng không? Mẹ. Cô Kim Phượng mới chốt một cổ đen đỏ đúng không? Dịch con. Ở trên đó kìa. À. Nguyễn Kim Lê Kim Phượng. Đó đen đỏ là gì vậy, tên gì vậy? Dạ rồi. Em con chốt cô rồi nha cô Lê Kim Phận ơi, con chốt rồi, cô ok rồi là con chốt rồi nha cô ơi, cô đừng có nói nha. Cô nói nữa là con chốt cho cô nữa đó. Dùm bao nhiêu? Dùm xả nhiêu mà? Bán nhiêu? 150 luôn. 150 luôn, rồi chị đưa người chốt cho em. Đã hết luôn, bây giờ trả bắt cấp luôn. Mấy giờ lên con? Dạ, ngày mai con hết like rồi, con chỉ like hôm nay, bây giờ con hôm nay con like khuya nè. Không lên nữa nha, ngày mai shipper nó hết nhận hàng nữa rồi. Mấy chị kết bạn đi, chứ còn mà em mê em không có like nữa nên là không thấy. Đúng rồi, dữ lắm. Mẹ ghi ghi bài đi mẹ, ghi bài số điện thoại Zalo Hồng Thánh Lê á. Em về mà khách sĩ lấy chơi người, cái mấy chị comment mà bình luận á, em không dám trả lời luôn á. À, cô Gia Linh, Gia Hân. Cô Gia Hân là nhiêu ký, 57kg hả, 75, 57kg. 57kg nè cô ơi, 150 nha cô ơi. Đây con có nè, nhũ cam cực kỳ đẹp luôn đó, phơm này rất là đẹp luôn, nhũ cam. Ngày mai em sẽ đăng bài lên, mấy chị lấy kia thì mấy chị lấy nhũ vàng đó, dung vàng dung tím dung đỏ đó, chị đã ưng thì dung chốt cho em nha. Đó, lấy hai màu này với cái gì, lấy màu gì ghi màu gỡ thì em luôn nha chị ơi. Đó mấy chị ơi, em có ghi bài cái nick Thấm Lê đó, Zalo. Mấy chị nhớ kết bạn Zalo em đi, ngày mai em đăng bài mấy chị sẽ thấy nha. Nhớ mấy chị ơi, vô kết bạn cái Zalo đi, kết bạn Zalo 63 đuôi đó, là mấy chị sẽ thấy những cái mặt hàng bên em đăng. Nè mấy chị ơi, dùm này là phối thun sô len đẹp luôn, cực kỳ luôn á. Phối sô len luôn chứ phải thun thường nữa mấy chị ơi. Thường thường thun lây dâm không biết. Rồi chị đã ưng dùm mà chút dùm cho em, 65kg về, 55kg lên. Rồi dùm đỏ chút cho chị Hồng Phượng nè, ok chị yêu nè. Chung cam chứ không dùm đỏ. Ok, chứ chút dung cam còn ngoài mà. Mình còn cam chút đỏ luôn hai con. Còn ít hơn mấy con nữa rồi. Vậy hả, còn mấy con thôi rồi, ok chút dung đỏ nè. Dung đỏ, dung cam. Dung này ta bán từ 200 trở lên không có chị. Dung đỏ đi, rồi dung đỏ hết. Rồi dung vàng còn. Rồi dung vàng luôn ba con hả? Có mấy con hả? Còn về còn em còn con dung tím. Rồi dung cam chút với chị luôn nè. Còn mấy con thôi. Rồi dung cam chốt cho cô nè, rồi dùm vàng chốt cho cô luôn. Vậy là mình còn dùm tím cho mấy cô ơi. Mình đây dùm tím này, còn một con dùm tím, chị đã ưng dùm tím không? Ủa mình còn lấy không nhớ còn 5 màu không ạ? Lấy xuống rồi. Cô kia có lấy ra có 4 mà. Đây em còn một con dùm tím, chị đã ưng dùm tím, dùm tím cho em một con nhất nha. Thoải mái lắm. Cái này này, nhũ mật co diễn thoải mái cực kỳ luôn. Đó. Đẹp lắm á chị ơi, 150 luôn xả mà. Chị thấy ba con dùm luôn á Thư. Đúng rồi, thấy ba dùm luôn đúng không chị ơi? Lấy ba dùm luôn đúng không? Trời chị ra Thư tiên dùm tiếng tiên. Đẹp lắm á chị okay. Ơi. Để Thư tiếng xíu là hết luôn rồi. Rồi ok, chị ra Thư trước rồi nè. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm á chị ơi. Em ơi cho coi áo. Dạ ok, để em mặc cái này xong là em cho ấy nè. Rồi chị Gia Hân trước không chị quay. Chị Gia Hân trước thời gian rồi em hết dùm. Em hết dùm rồi. Em hết dùm rồi, ok cho chị Gia Hân nè. Gia Hân. Ủa mấy cái mà ba ba mà mày để ra sao vậy? Là gì? Ủa mày để mày bấm cái ba ba miếng luôn. Chứ giờ có một máy thì sao được. Chị lấy áo nè, chị
đây áo đây, áo đây nè chị Hoa ơi, chị vừa không hết thì chị Hi ơi, em hết rồi. Rồi đây áo nè, bây giờ về không đủ bán. Rồi chị đưa cái áo chung áo cho em cực kỳ em mới đẹp về bữa nay luôn á mà cái sĩ lấy trơn rồi. Rồi đây áo, áo phông dài cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị mua cái áo lẻ sau em thì đã 170 rồi đúng không? Alo, con nữa. Chị nào trước thì được trước nha. Chị đang còn được con xanh dương nữa nha. Chị nào chốt được thì chốt cho em. Còn con dâm nữa nha. Duy nhất một con luôn, sót lại một con. Dâm xanh. Dâm xanh cho mấy chị ơi, dâm xanh rồi chị ưng thì chốt liền em mấy chị ơi. Dâm xanh. Đó, dâm xanh cho em nha. Còn con dâm xanh. Quá đẹp luôn. Ủa hồi nãy giờ đâu có dâm xanh hả? Có mà. Có hả? Chưa có dung xanh. Rồi dung xanh chị ưng, dung xanh chú dung xanh cho em nào. Có rồi thưa. Đúng rồi. Dung xanh dung cho Phương Khai Úc. Phương Khai Úc là có đơn chưa? À khước đêm nay coi đồ. Đúng rồi chị ơi, tính đêm nay nó đi. Tại vì ngày nay con hết like rồi, con cũng rồi chị có ok vậy chốt rồi chị Phương Khai Úc luôn nè. Không vừa, không vừa. Không vừa rồi. Cho chị áo đỏ 190, cho chị áo đỏ 190 hả? Áo này đúng không chị ơi? Rồi đây. Đây em giờ em đọc mã nha, chứ không phải nào chốt rồi giùm em mã đó nha. Cái nào vừa em báo chị, có gì vừa em kêu chị nha. Quá đẹp luôn, rồi đây mã 1, em đang đặt cái mã 1 nè, chị đưa mã 1 chốt 1 cho em. Con này mã 2. Con này là mã 2. Và con này là mã 3. Đó, rồi chị đưa mã nào? Mã 1 em đang mặc nè, mã 2. Rồi mã 3. Đó, ưng mã nào chút đó cho em đi chị. Buồn ngủ quá trời luôn hay gì. Mấy chị là buồn ngủ nhớ đi ngủ nha, không sáng cứ không nổi mấy chị ơi. Đừng nói hùa em nha. Nha mấy chị ơi. Đó, chị ưng thì chốt liền em, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp quá chị ơi. Ưng mã nào chút mã đó. Mã 1 hay mã 2 hay mã 3? Chốt lại giùm em đi chị. Ơi. Buồn quá. Buồn quá. Rồi lấy con đó đi. Rồi em hết rồi, rồi em coi ok luôn. Rồi 190 nha. Giảm giá nha. Nhớ thì giảm giá không mang chốt 200 nghìn chị la luôn á. Chị kiện liền. Rồi ok nè. Chị kiện liền. Buồn ngủ quá rồi. Chị Quý Chương nè, buồn ngủ quá rồi nè. Chị ơi áo ngắn hơn không? Có nha. Có nha chị Hồng Minh. Chị Hồng Minh nhiêu ký đây? 85kg rồi hả? 85kg hả? Bây giờ em còn tay lỡ nè. Em còn hai con tay lỡ. Đây, em còn hai con tay lỡ. Chị nào ưng hai con tay lỡ này chốt cho em nha. Mã 1 nè. Mã 2. Để em mặc mã 1 cho chị xem. Con mã 2 đi. Chị đem phận áo mã 3 đi chị. Rồi áo 3 cho chị luôn. Còn nào để mình lấy cho ngoài con. Rồi mã 3 này cho chị nha. Cứ qua văn này nè mà. Đó mã 3 cho chị nè. Mã 3. Giá cho em cũng 7 tiếng luôn đó chị ơi. Đó mà chị đã ưng thì chốt liền em. Rồi đây tay lỡ. Chị đã hít tay lỡ chút tay lỡ cho em nè. Tay lỡ mã 1 cho em. Cứ giùm em mà tay lỡ đi mã 4. Mã 4 đi. Tay lỡ này mã 4 giùm em. Ưng mã 4 chú 4 cho em liền. Đó đang sẵn 190 luôn. Mã 4 cực kỳ đẹp luôn tay lỡ nha. Mã 4. Đó em về là 300-400 cái luôn á. Em bán trong 2 ngày sạch bách hết. Chỉ còn lẻ 2-3. Còn lẻ có 10 mấy con thôi. Ê, bây giờ còn có mấy con thôi nè. Chị nói gán bị chút bên em tặng quà. Rồi đó gán bị đi chị. Ai vậy? Chị gì đó. Chị Ngọc Từ Tâm. Cho em áo 1 rồi ok cho chị Hồng Minh nè. Mã 1 nè. Mã 1 còn con duy nhất luôn. Rồi ok chúc cho chị luôn. Chị Hồng Minh lên đầm. Rồi ok chị Quốc thôi. Chị Quốc Huy là đợi em xíu nha. Rồi đây áo mã 2, ủa mã 4, áo 4 cho em nha, mã 4. Quá đẹp luôn mã 4. Đó, đi nữa. Coi mã 4 cho em, chị đợi mã 4 chú 4 giùm em. Mã 4 nha. Còn hai con à, còn hai con luôn, không còn con nào nữa hết trơn á. Còn đây mã 5 cho em áo mã 4 chị Hồng Minh này thôi. Vậy là chị không lấy mã 2 đó, không lấy mã 1 đó. Để con đọc lộn của nó mã 1. Đâu, bây giờ đâu. Áo á, áo lẻ bảy đâu. Giờ dục rồi. Đang nha. Dục trong đống rồi. Mã 4 còn có 1 con đó chị ơi. Rồi mã 5 em cũng còn 1 con luôn.
ừ thì chốt cho em. Chốt rồi, xáo một qua đi. Xáo một cái đúng không chị Hồng Minh ơi? Lấy chị 34 nè. Mà muốn lấy chị 34 nha, đẹp lắm. Không đẹp rồi đừng lấy tiền. Không đẹp rồi đừng trả tiền nha em. Nha, cái này là hàng Quảng Châu em về 5-60 cái. Ủa là hôm bậy, 3-40 cái luôn. Bán trong 2 ngày, 3 ngày hết trơn luôn. Mà 4 em hết rồi chị Lê Kim Phận ơi. Rồi đây mã 5, dạ hết mã 5, chúc mã 5 cho em cực kỳ đẹp luôn. Mà 4 nhiêu vậy? Đó. Cũng chân chính luôn ạ. Gia lê của con tên Lê Kim Phận. Đi chị Hồng đi. Chị Hồng Minh là chị lấy cái gì vậy? Mày, em đăng hình vô chị Hồng mấy Minh xem. Ờ, đổi cho em cái áo mã 1 nhé. Là sao chị ơi? Có chị chốt, có chị chốt cẩn thận, có chị đừng có chảo thứ luôn nha. Còn đây chị đã ưng mã 5, chúc mã 5 giùm em cực kỳ đẹp luôn. Mã 5 nha, mã 5, mã 5, rồi chị đã ưng mã 5, chốt mã 5 cho em liền. Rồi còn cái mã 5 cuối cùng luôn, rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền. Ưng thì chốt giùm em liền nha mấy chị ơi. Rồi đây em lên đập tiếp cho chị Quốc Huy nè. Mẹ đưa cho làm nút anh. Làm nút. Làm nút. Giờ làm nút có nằm chỗ nào không biết nữa đó. Làm nút này còn nãy còn bận chưa? Chưa bận được hơn. Mã 5 cho chị phải lấy cho chị Kim Phận cái mã 5 hả? Chị Kim Phận đổi đi. Dạ, mã 4 em hết rồi chị ơi. Mã 4 em hết rồi chị Hồng rồi, Hồng Minh ơi. Lấy đỡ giùm em cái đó đi. Cái gì? Hồng Minh đã chị lấy rồi mà. Mình lấy mã 1. Mã 4 em có 1. Đổi lại bỏ mã 1 lấy mã 4 rồi cho chị rồi. À, chị... em đổi chị mã 4 rồi chị ơi. Em đổi chị mã 4 rồi. Em đổi chị rồi, chị yên tâm. Em biết em hiểu mà, em hiểu ý gì mà. Em đổi chị mã 4 rồi. Rồi mã 5 cho chị Lê Diệt Kim, Lê Kim Phận rồi hết luôn. Hết hay lỡ luôn. Rồi ok. Đó rồi, chốt cho chị nha, chị quay, chốt cho chị luôn. Rồi, xong, hết tay lỡ. Còn đây để lên cái lỡ tay con thôi mấy chị ơi. Còn tay con thôi, chứ chị là hết tay con rồi lên tay con nha, bao nhiêu tiền. Dạ, cái đó là em đang xả có 1.9 thôi. Dạ, em cảm ơn chị luôn nè, ngồi đây. Quá đẹp luôn rồi, chị Giang Huy ơi, không ta? Mới tập có bao nhiêu, tôi quên này. Đây, 65kg đổ về, cực kỳ đẹp luôn mẫu này. Ghi giùm em. Chị dùng đơn em nhé, rồi ok chị nè. Đó. Ngày mai chị nào có đơn nào nhớ là nhớ nhắc em nha. Chứ không á là tại vì em nhiều đơn quá cái hơi bị độn á mấy chị. Còn đây còn chị nào ưng thì chốt giùm em. Quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cái này. Đó, ưng thì ghi giùm em là cái mã gì đây? Mã xanh ngọc đi, xanh ngọc. Đó, xanh ngọc cho em. Thấy không? Đẹp không? Cái hàng này là cái hàng người ta chạy quảng cáo đó. Mà em lấy được cái lô hàng này rất là xịn luôn. Về bán mấy chị, form này là form gọng gọng mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai ưng thì chốt cho em mã xanh ngọc. Mã xanh ngọc giùm em, đó 170 một con, cực kỳ xịn sò luôn nha mấy chị ơi. Hàng người ta bán 200-300, em bán có 170 thôi, cho mấy chị về mấy chị bán lại luôn á, dẫn lời nha mấy chị ơi, đẹp quá trời luôn. Hàng người ta chạy quảng cáo bán mấy trăm ngàn không mấy chị. Ghi mã vô. Mã xanh ngọc giùm em nha. Ghi mã 1 đi rồi ghi mã xanh ngọc. Tại vì lấy áo rồi. Thì cái đó xanh ngọc đi, chỗ này 1 nè. Rồi đây con này, con này giùm em. Con này là ghi giùm em là mã 2 đi. Mã 2. Đó, con này cũng nút luôn nè. Cũng nút xẻ nè mấy chị. Rồi chị đưa mã 2, chút mã 2 cho em cực kỳ đẹp luôn. Đó, mã 2. Mã 2 giùm em nha. Con này xanh đen nha, mã 2 cực kỳ đẹp luôn. Mã 2. Đó, mã 2. Không nút nha mấy chị ơi. Mã 2. Không nút luôn hả? Ủa đẹp vậy. Đẹp quá. Chị cách lên nó tiêu rồi. Mã 2. Chị ơi. Áo dài cái tông hết rồi. Bây giờ em còn. À em có đồ bộ cái tông được không? Em có đồ bộ cái tông được không chị Hồng Minh? Rồi mã xanh cho chị nè. Mã xanh ngọc quá nhưng mà. Mã xanh đó cho chị. Xanh ngọc. Chị nhiều ký thôi. Chị có 6 mấy ký à. Rồi đây quá đẹp luôn. Chị nào ưng thì chốt cho em. Mã mấy mà. Mới mã xanh ngọc hả đó mà không mà. Vậy là cái này là mã 3 cho em nha. Mã 3, ngồi dừng mã 3 chú 3 cho em mấy chị ơi. Đẹp.
có hư ơi, vậy mà không có. Ủa, cô Emily còn thức nữa hả? Rồi ok, để một xíu nha. Chị học dân 7 mấy tí đúng không? Học dân. Ờ đúng rồi, 8. Rồi đây chị Lương, rồi chốt cho em. Mã 3. Mã 3. Đó, đẹp quá. Rồi ok, ủa chị Phương, Phương khai Úc bao nhiêu ký mà? Áo treo phía sau 4 ký là vừa luôn rồi đó. Rồi sáng 4 ký chú gì khai Úc luôn nè. Đẹp lắm đó chị ơi. Chị nào mà nhận hàng bên em rồi là mấy chị cứ ghiền thôi. Tại vì cái mẫu này à, là em lấy lô. Một lô là lấy cả ngàn cái vậy đó. Rồi em chia ra hát sĩ này nọ nữa. Đó nên mới có cái giá này nha. Em lấy rất là nhiều luôn để em bỏ sĩ rồi em bán nữa chị. Rồi ok. Má ba, má ba đâu? Má ba con đang bận nè. Má ba sao cái chị kia má 4? Má ba đúng rồi, má ba đúng rồi. Sáng 4 ký đúng rồi. Đúng rồi ok nè. Áo treo bên bên phải. Bên đây hả chị ơi? Áo này 200 ngàn. Hàng Quảng Châu luôn, hàng hưu. Hưu trực tiếp luôn mấy chị ơi. 200 ngàn cực kỳ đẹp luôn, hưu trực tiếp luôn nha. Đẹp lắm, 65kg đổ về nha. Hôm này em có áo 65kg đổ về. Em có là đen tím nè, đen da, màu xanh xanh dương, màu đen cam, màu xanh rêu, màu đen vàng. Đó, mấy chị muốn lên màu gì, mấy chị cứ kêu em mặc cho mấy chị xem nha. Đen nè, đen phối cam, đen phối tím, đen phối da, đen phối vàng, chứ là một xanh dương, một xanh rêu. Đó mấy chị muốn lên mặt cho mấy chị xem một gì mình báo em nha. 65 kg về thôi nha mấy chị. Có 65 kg về thôi. Rồi mấy chị lên cái gì đi vậy? Rồi đây nè, con này đẹp nè. Chị có hỏi em định lấy con này nè. Mà mẹ chơi già quá. Tại vì tính đi biển á mấy chị. Đẹp lắm. Rồi đây cực kỳ đẹp. Con chị đã ứng mã này. Chốt đi giùm em. Mã mấy mà? Mã 4 rồi đúng không? Mã 5. Mã 5 cho em con này. Đẹp quá. Ủa mã 4 đi. Mã 4. 4 mã 5 hả? Mã 2, mã 3, mã 4 á. Mã 4 cho em nha. Rồi chị ơi, mã 4 cho 4 liền em. Cực kỳ đẹp luôn. Mã 4. Đó. Hàng này là cái hàng đây mình chả quảng cáo mà bán gì đâu mà ghẻ ghề luôn à. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mã 4 nha. Mã 4. Cực kỳ đẹp. 65kg đổ về. Đó. Mã 4 giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Nè mấy chị bận vô phơm mấy chị là mấy chị bận vậy nè. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Ơn thì chốt cho em mã 4. Rồi, đứng lên mũ gì nữa đây? Mấy chị muốn lên đồ bộ hay là cái gì nữa không? À, lên cách tông. Em lên, em rồi xong em qua nha, qua cách tông nha mấy chị. Rồi chị đã mã 4 thì chú mã 4 cho em. Mã 4 thì chú mã 4 cho em, rồi để em lên cách tông nè. Cách tông hồi nãy chị đó bao nhiêu ký cho ta? Chị Hồng Minh. Minh. 85 ký được hả? 85 ký thì số 4 được mà. Nhưng mà em tới cho 110 được mà. Chị ơi, nhưng cái quần như thì nó có quần có áo hoài đó. Chị Hồng Minh chị cao mấy bao nhiêu chị? 55, mấy 55 mà không vừa. 55 không vừa rồi đây mà anh lên đồ bộ nghe em. Áo 200 55kg mặc vừa nha. Vừa đó chị, đẹp lắm. Vừa nha chị Huy ơi. Vừa để mặc chị xem một con thử. Để mặc cho mấy chị xem một con nữ nha, đẹp cực kỳ đẹp. Ngày mai là có áo phơm lớn á, mấy cái áo nãy là em đo cái kích qua là dòng kích là 110 đó mấy chị. Đẹp lắm mấy chị ơi. Thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Đó, chị 55kg chị mặc ok nha. Hàng hưu trực tiếp luôn, cái hàng này là hàng Quảng Châu. Nè mấy chị coi nè. Đó, hàng cao cấp đi mấy chị ơi. Rồi chị ơi, thì chốt cho em tím nha. Em có tím nè, có màu da nè, để em kéo thời gian cho chị xem. Đó, màu da, màu xanh dương, màu đen đen cam, màu xanh rêu, màu đen vàng, màu đen. Đó mấy chị muốn lên màu gì? Muốn lên màu gì? Đen vàng, đen cam, đen tím, đen da, xanh coban với lại là xanh rêu. Mấy chị muốn màu gì mấy chị cứ báo cho em đi rồi em lên mấy chị em mặc mấy chị xem. Mặc sang lắm mấy chị ơi, áo này mà mặc sang lắm, không đẹp không lấy tiền. Đúng rồi, không đẹp là không lấy tiền. Mẫu này là hàng Quảng Châu á, đẹp lắm. 200-300 một con luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Người ta bán là 200-300 một con á. Cái hàng này người ta bán sớm á mấy chị. Rồi, chị nào ưng thì chốt đi giùm em nha. Ưng con nào, ưng màu nào chốt con đó cho em nè mấy chị ơi. Rồi, mấy chị muốn lên mũi gì nữa đây? Còn con này là hoa văn đẹp lắm thân. Hoa văn đẹp cực kỳ. Lên quài cô Emily cũng tích rồi. Cô con Emily nha. Đẹp lắm, hoa văn đẹp lắm. Ồ, con này đẹp nè mấy chị ơi.
con này đẹp nè, chị ơi coi chị ưng thì chốt cho em đây mã 6 giùm em nha. Mã 6. Quá đẹp luôn mã 6. Đó mã 6 cho em, gần chị ưng mã 6, chúc mã 6 cho em con này cực kỳ đẹp luôn. Hoa văn đó nè. Rất là sang, hoa văn nè. Hoa văn rất là sang luôn, chị ưng mã 6, chúc mã 6 liền giùm em. Mã 6. Mã 6 nha. Đó mã 6. Rồi mấy chị muốn lên đồ bộ, mời đồ bộ bao nhiêu ký đây? Muốn lên đồ bộ bao nhiêu ký đây mấy chị ơi? Cực kỳ đẹp luôn, rồi mã 6 cho em nha mấy chị. Mã 6. Con nữa lên đồ bộ nè. Rồi đây mã 7. Ê, mẹ đem mấy con đặt 75 ký ra nè, coi coi. Mã 7 cho em nha, rồi ưng mã 7 chú 7 cho em. Ưng mã 6 cho 6, ưng mã 7 chú 7 cho em, ghi mã 6 cho con mà. 75 ký không vừa chị ơi. Lên đồ bộ 75 ký. Rồi đây lên là bộ 75 ký. À 75 ký em xem mấy con này. Cho mấy chị nằm nhanh tay thì chốt liền em nha. 75 ký sale luôn mẫu này. Quá đẹp luôn, rồi bộ 75 ký em xem mấy chị con này luôn. Nhiêu đây mấy chị ơi. Con công mua mặc tết. Rồi ưng con này ghi giùm em. Mã gì đây? Không, con này bán nhiêu đây? Nhiêu mà? Rồi sao chị 200 luôn rồi chị làm nhanh tay chút điện thôi, sao 190 luôn, xả luôn mấy chị ơi, phi rồi. Mấy chị công mấy chị ở lại mấy chị chốt với em. Đó thôi chị đã ưng thì chốt cho em, quá đẹp luôn. 190, 190 em còn được cái màu màu này 71 75 kg rồi nha. Em với lại em còn một cam sữa. Rồi chị đã ưng màu nào thì chốt màu đó cho em nha. Ưng màu nào chốt màu đó cho em nha, mẹ mua cho mẹ. Mua cho mẹ. Đen quá không cho mặt hả? Có màu xanh dương đó chị. Sao mà? Áo á, áo lẻ á, thương lấy màu xanh dương với xanh kêu á cho mẹ bận được rồi. Đẹp lắm. Đây nè, đây em có hai con màu sáng nè. Đó là màu xanh, màu xanh rêu với lại là màu xanh dương. Đó, mày thích màu gì? Tay cánh tiên nha. Tiên nha, mẫu này là tay cánh tiên. Đẹp lắm. Tay cánh tiên, đẹp lắm chị ơi. Còn đây mẫu này chị đào 70-75 cứ chốt cho em con này đi. Màu cam sữa với lại là màu màu xám xả 190 rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Chị nào ưng thì chốt cho em liền nha. Cam sữa với lại là màu gì màu xám. Đó, ngày mai hết like rồi. Nên đây like gán like hết với chị đôi nhiêu tiếng rồi. 3 tiếng hả? Rồi còn 1 tiếng nữa nha mấy chị ơi. Còn đây 75 ký nữa nè, chị nào ưng thì chốt cho em xanh đen. Xả luôn 190 luôn. Trời ơi xả hết luôn mấy chị ơi. Xả hết cho mấy chị luôn nha, mấy chị chốt có gì mấy chị hãy nhớ nha mấy chị ơi, ngày mai chút đơn mấy chị xả em buồn là em cho mấy chị vô cảnh báo là em không bán đồ mấy chị mấy mấy chị ơi. Qua năm sang năm là em không bán đồ nha, chị nào mà không nhìn điện thoại nghe bán gì đó là em xả đó. Đó, rồi đây là gì là ưng rồi chốt cho em nha. Xanh, ưng xanh chút xanh cho em, cực kỳ đẹp luôn. Xanh, xanh dương. Xanh dương mấy chị ơi, xanh dương nha, 75 ký. 75 ký, 190. Xanh dương này mình còn một gì đến đây thôi mặc đi. Rồi ưng xanh dương, chú xanh dương giùm em. Đầm mã 6, sao 5 ký vừa không? Vừa chị ơi. Vừa chị ơi. Chị Hiền mà, chị Hiền mà. Chị Hiền vừa hả chị? Đây nè chị ơi, rồi chị đã ưng thì chốt cho em đen vàng. Đen vàng mẫu con trâu sale 190 luôn, rồi chị nào nhanh tay chốt cho em liền. Có áo nào đơn giản không? Có. Đó, còn đó 75 ký. Đưa cái màu đơn giản. Chốt xanh dương 190 cho cô Kim Phận này, ok cô luôn. Cô Kim Phận chốt cho cô màu xanh dương. Đưa cái con tím tay lỡ đó là đơn giản, nó không có màu đen đó. Rồi ok cô nè. Còn đây đen vàng mẫu này 190 luôn. Đen vàng 190 rồi chị nào ưng đen vàng chốt đen vàng 190 giùm em luôn. Đen vàng 190 nè. Rồi đây mẫu này là 75 ký, chị nào ưng thì chốt cho em. Rồi em có màu luôn, đầy đủ màu mấy chị lựa luôn nha, ưng thì chốt cho em. Đây 190 đen vàng. Sao kỳ vậy? Rồi đây đen vàng giùm em nha. Áo mặc 85 ký không? 85 ký em còn chỉ có cái áo này là 85 ký thôi nha cô ơi. Đó, 85 ký, hoặc đồ bộ con có 85 ký luôn. Đồ bộ con cũng có 85 ký luôn nha cô Hồng ơi. Cô Hồng bên đây đồ bộ con có 85 ký luôn, cũng lên đâu. À mẹ
đi lấy hết rồi. Bộ tím nho là tay con nha, không có tay lỡ. Tay lỡ là hàng qua hàng 210, qua hàng cho 210, tím nho 210 có. Nói mấy chị muốn làm mẫu nào? Rồi đây, tiếp tục nè. Nó sẽ còn cô Thúy, mấy con cô lấy hết nè. Ờ, mẫu đơn giản đi, thư lấy 55kg hả thư? Màu tím rồi, chỉ có con đó là bằng vừa thôi. Nhiêu ký vậy? 55kg. Đây 55kg rồi, mẫu con mẫu này là size nhỏ nè, chỉ có một mẫu size này thôi. Em mặc cho chị xanh riêu chị xem rồi ok chị. Ủa xanh riêu chị Hồng Phượng hả? Hồng Phượng 75kg đúng không ta? Rồi đây nè 55kg chỉ có mẫu này thôi, duy nhất khi còn mẫu này thôi. Chị mà không lấy mẫu này với đầy đủ không cấp thôi nha. Chứ mấy cái mẫu trên đây là chị mà không có vừa. Trên đây là size 75kg không à. Trên đây là size 75kg đổ về không à. Rồi đây nè chị này, ưng thì chốt cho em 140 luôn. 140 em có nè, màu tím. Màu tím cho em nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu tím cho em 140 luôn. Màu tím nè, rồi màu tím nho. Màu tím nho. Màu xanh riêu, màu xanh riêu. Màu đỏ. Màu xanh đen. Rồi chị nào ưng màu nào? Chị nào ưng cái màu nào thì chốt cho em xin màu đỏ nha. Xanh đen, màu đỏ, xanh riêu, tím nho. Form này 60 kg đổ về nha. 50 đến 60 kg chị nào ưng thì chốt liền giùm em 50 đến 60 kg. 50 đến 60 kg cho em con này. Còn mấy con coi. Nha mấy chị ơi, rồi chị đã ưng thì chốt cho em. Ý em còn con 65kg nè, có chị nào 65kg không? Có chị nào không có chị ơi? Ê một vài một xin mấy mẹ. Chị Bà luôn á. Có chị nào 65kg không? Em lên mấy cái mẫu heo. Chị Nguyễn Hiền Nguyễn hả? Nguyễn Hiền Nguyễn còn ở đây không chị ơi? Ở đây không chị ơi? Lấy chị bộ xanh kia luôn nào luôn. Mẹ con nhiêu ký hả? 20kg hả? 20kg hả? Đây, con nhiêu đây. Đây nè chị yêu ơi. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Ngồi đây, ngồi chị đã ưng xanh rêu, chốt xanh rêu giùm em. Xanh rêu xả 180 luôn á. Cái giờ cuối này em mới xả nha. Nha chị ơi, giờ cuối em xả luôn. Tại vì còn có mấy phút nữa à. Có một mấy phút, hai mấy phút nữa là chị ghi giá nha. Đó, ghi giá giùm em luôn. Lấy xanh rêu ghi giùm em là xanh rêu 180. Để ngày mai em khỏi lộn, em tính giá hiêm mấy chị đó. Ghi giùm em đây mấy chị ơi. Xanh rêu 180 nha. Đẹp quá. Xanh rêu 220 lộn. Mới đầu 220 lộn xả giờ. Hồi nãy đầu lai thì mình cũng bán. Ờ, đầu lai là mấy trăm chín rồi, nó xả trăm chín rồi. Giờ em xả 180 luôn, chị đã ưng rồi chốt cho em. Nha. Nha mấy chị ơi. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em. Ghi em là xanh rêu 180. Họ xả 180 thì mua đâu ra được 180 chị. Đó, nên mấy chị phải chốt. Chốt đi. Chốt đi nha mấy chị ơi. Xanh rêu nè, màu tím nho nè, màu đen đỏ, màu đen vàng, màu đen hồng, màu hồng, rất là đẹp luôn. 65kg đúng không? 65kg đi, em còn con 65 còn con, còn sót lại một con duy nhất luôn, chị nào ưng thì chốt cho em. 65kg nè, còn con thôi, đó, xả 180 luôn, cuối giờ thì em xả 180 luôn, yeah. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Còn chị nào 85kg đợi cái em lên mẫu này cho mấy chị. Ủa, cái ổ cam màu cam rồi mà. Cam đây lỡ đâu. Không, để không biết không ra. Không biết có ai có chị nào chốt chứ. Còn đây quá đẹp luôn, còn chị nào ưng thì chốt cho em cam. Cam giùm em nha, quá đẹp luôn mấy chị ơi. 65kg đổ về cam. Đó, xe 180. Mẫu này đang xe 180 luôn, chị ưng thì chốt cho em liền nha. 180 một con cam. Cam liền giùm em nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Đó, chị nào không lấy tiếng nha, 65kg đổ về xe 3 cam. Cho em số điện thoại cho em, ghi giùm em cái giá tiền luôn. Đó, cam 65, cam 180. Cho em số điện thoại. Đó, chị nào có số điện thoại gọi khỏi cho em. Rồi đây, 90kg đây. 85-90-90kg chị nào ưng thì chốt cho em nè. Cô gì? Cô gì nãy 85kg đây. Cô còn con nè, cô có ưng không? Ưng thì chốt cho con đi, xả luôn. Xả luôn mẫu này luôn cho cô là xây 5 luôn á. Xây 5 mấy 230 xả mấy cô luôn, 200.000 luôn rồi. Chị nào ưng thì chốt cho em. Mẫu này là con về rất là nhiều luôn á, còn có con riêng rồi nè, còn có một con duy nhất nè. Đó, chị nào ưng thì chốt cho em. Đó, màu da size số 5 200.000, màu da size số 5 200.000 nha. Còn chị nào ưng thì chốt cho em, cực kỳ đẹp luôn, màu da 200.000. Ưng con nào? Đó, còn con
tí là không vừa chị ơi. À sao mà tí mà chị có lẻ hả Thư? Áo lẻ hả chị? Áo lẻ hay sao chị ơi? Chị nói lấy cái gì vậy? Chị kêu à, áo lẻ xanh và tím. Xanh và tím, tím nho, tím hang. Tím nho, tím hang chị ơi. Còn được có nhiêu đây đó chị, là ơn thì chốt cho em đây nè, tím hang nè. Tím hang, tím nho, xanh rêu, đó chưa còn nào. Ưng ừ, màu nào chốt cho em màu đó đó chị. Tím nho đẹp lắm. Lấy 180 cho chị nè, ok chị yêu nè. Ok chị nè, mấy chị mua này là mấy chị lời. Tại vì em bán là em bán vốn rồi. Em bán rồi nó vốn rồi, còn phi ship với chị nữa. Ngày mai em phi ship với chị nữa, shop ở đâu? Shop em ở Vĩnh Long chị ơi. Shop em ở Vĩnh Long. Đó, vào đây chị ưng thì chốt cho em. Đó, tím nho. Tím nho, đó, tím nho, rồi tím hang. Tím hang, xem bán 140 thôi với lại một xanh rêu. Đó, 140 rồi chị ưng thì chốt cho em. Đặt thêm bộ nữa. Chị Hồng Phượng hả? Không chứ, chị có con châu. Kỳ quá. À. Cái gì? 70kg chị kiếm cái bộ nữa, tại vì có con châu gì không thích. Như là muốn có kiểu này kiểu kia đúng không? Tại vì năm nay năm con trâu, mấy chị mua con trâu mặc cho nó đúng luôn. Đó. Còn đây để em lên cho chị nè, chị thích trâu. Rồi em lên một khác hả chị? 65kg thì em có đầm nhiều lắm rồi chị ơi. Rồi chị ơi, cái nào thì chốt cho em cái đó đi. Áo là áo gì chị ơi? Hiện forever. Chị chịu không? Em lên chị xem. Đẹp lắm, đủ màu luôn. Đó, chị lấy áo nào chốt cho em nha.
cô ơi, cô xem
cho con biết là tay con lỡ thằng con lên con xem nha cô ơi. Rồi đây em tiếp cái mẫu này đi. Tay ngắn hả? Rồi ok tay ngắn. Tay ngắn cái mẫu là rồi đây áo này mấy chị thấy không? Đẹp lắm. Rất là đẹp luôn.
hồng binh nè, tay của cô là có đồng bào nha, cô còn nào chốt cô đó nha cô ơi. Sao lắm hả? Can chưa? Can. Vào đây nè cô ơi, cô hồng binh ơi, con của cô mẫu này cực kỳ đẹp luôn, ưng cô nào chốt con màu đó hoặc là cô ưng màu nào cô cứ kêu cô mặc cho cô xem nha. Là con có nè, màu tím nho, màu cam, màu đen đen đỏ, màu nâu, màu đỏ đô, màu hồng, màu tím cà, màu đen hồng, ủa lục đen vàng với màu xanh rêu đó, chứ con không có màu xanh này nha. Có thằng này không? Thằng này hả? Chứ không có xanh này quá. Đúng rồi, xanh đen. Có xanh đen rồi, vậy mà con mặc xanh đen làm gì không biết nữa. Rồi chị đơn thì chốt cho em liền. Ưng thì chốt giùm em nha. Giữ gì mất tiêu xanh ai chứ không mà. Nó cô ưng màu nào cô mặc cho cô xem nè cô ơi. Cô Hồng Minh nè, mẫu mà đẹp đó cô. Mẫu này mà không đẹp là thôi luôn á. Xem đen đỏ. Ok. Rồi mẹ đưa size 2 con mặc, bây giờ không có size 2 sao con mặc đây. Thôi để con mặc cái size lớn luôn đi. Bây giờ đồ được lắm chưa, không biết size 2 sẵn đâu để con mặc vô luôn á. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký thì mấy chị báo cho em đi mấy chị. Còn có nhiêu phút nữa không? Rồi em còn được có mấy chục phút nữa là hết like rồi nha mấy chị ơi. Rồi đây rồi chị đưa đen đỏ, chút đen đỏ giùm em đi. Đen đỏ. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm cô. Dòng eo ta thoải mái luôn. Đó cô 85kg dòng eo cô 106 độ về là ok. Con đo mà không co giãn mà eo là 106 rồi đó. Đó còn co giãn ra nữa. Đó cô đã ưu thì chốt thì giùm con 210 tay số 5 210 lần, còn tay số 2 tay số 4 1200. Rồi tím nho 65kg, tím nho 65kg. Thì bà rồi mẹ kiếm thì bà. Vậy. Bạn nào kiểu đó phải không? Đúng rồi. Tay lỡ hả con? Trời ơi, tay 2 nằm đây nè. Tay con phải không? Tay con, tím nho 65kg. Rồi chị nào ưng thì chốt thì em có size 90kg đâu về. Bao nhiêu ký em cũng có hết nha. Chị nào ưng thì chốt thì em. Chốt bộ đáy rồi ok luôn. Còn không con mà. Rồi chốt cô luôn, rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền nha. Ưng màu nào chốt màu đó cho em. Ưng màu nào chốt màu đó liền em, đẹp lắm cô. Đó, đang sale luôn. Cái mẫu này đáng lý không có sale đâu. Tại mẫu này định để đầu năm like luôn. Tại vì cái này là đồ bông. Tại vì cái này là cái mẫu này là khách kêu nè. Khách kêu cho cái gì? Khách kêu thiết kế mẫu đừng có hiệu like. Nên con mới có cái mẫu này thôi. Mẫu thiết kế luôn. Màu đỏ đô 75kg chốt một bộ. Tay con đúng không? Mấy chị ghi tay con cái lỡ em luôn mấy chị ơi. Tím nho hả? Tím màu không? Mà bây giờ mình đang kiếm nè. Ủa mẹ để cái cây đó đâu? À để nè mẹ ơi, giấu ở đây nè. Mày dẹp bên bớt cái đầm đi. Đâu? Giấu ở đây nè. Chịu tay lỡ ha. Tay con. Đó. Nè dẹp đầm mình con đi. Dùng đầm ha luôn. Giấu đầm này. Đi. Chị kêu lưu là ta lên lên đầm 65kg kìa. Tím nho số 2 hả? Nó số 3 rồi. Ủa con kia mày lấy số 2 nào? Số 3. Đã lên hết số 3 còn số 2 không mà. Số 3 mấy? Còn số 3 đâu? Vậy là tím nho hết số 3 chị ơi. Số 3 hết tím nho nha. Gọi coi cho chốt đỏ cho cô nè. Quên chốt nè. Cho cô Hồng Minh nè. Ok cô bao đẹp. Nhớ đẹp, năm sau nhớ ủng hộ con nữa nha. Nha mấy cô ơi. Năm sau nhớ ủng hộ con nữa. Nhiêu vậy? Hả? 210 thôi. Con không? Ờ đúng rồi. Hả? Cái con. Con đi lại. Ủa? Ủa nó kêu đi ngủ kìa. Đi ngủ tới giờ ngủ rồi.
Lấy thêm cho chị một bộ trước. Ủa, lấy thêm cho chị một bộ, một bộ lấy trước là sao chị yêu ơi? Chị Hồng Phượng đổi đồ số 4 á, có không? Rồi, ok chú, chị Lê Kim Phận nè. À, chị Hồng Phượng ơi, em lấy thêm một bộ lấy trước là sao chị ơi? Cái gì mẹ? Bây giờ đồ em gói quá mấy chị ơi. Mua 3 chiếc có được dạ được chứ chị ơi, em đang bán giấy sale đó mấy chị. Em đang bán giấy sale đó. Chứ giờ không có biết được sao trả lời với các trời. Nè đây qua đây đi con cầm đi. Được rồi. Đây nè, để con lên với cô xem. Rồi, màu nâu số 4 thì có nè. Màu nâu số 4 là chốt ra vậy? Màu nâu. Màu nâu số 4 chú cô hiện hành là ok cô nè, size 2 cũng được. Size 2 cũng được hả? Là sao? Mẹ coi cái khóa ở trên là gì vậy? Bỏ đồ dẹp đi. Chờ cái đảo đô đi. Màu nâu quá. À, cô gì? Cô gì? Cô Lê Kim Phận ơi, cô lựa màu đi giùm con đi. Mày lên xe 4 của con đâu rồi? Sao em vui con hả? Mấy tay lỡ không hả? Tay lỡ. Đây nè mấy cô ơi, xe 4 nè, lựa lại giùm con nha. Xe 4 cô Kim Phận nè, cô lựa giùm con nè. Để con lên cho cô xem cô lựa giùm con nha. Đẹp quá vậy luôn nè. Xe 4 nè, đi nè. Con đem vô đây đi mẹ ơi, đọc cho mình đâu. Con nhớ. Phượng ơi, chị có chốt cái gì thì chị ghi giùm em cái tơ, cái gì ghi giùm em cái màu luôn nha chị ơi. Cái nào em chốt rồi thì chị đừng có nói lại nữa nha chị. Cái nào mà em chốt rồi chị đừng nói lại nữa, còn các chị nào chốt sau này thì chị chốt với em, chốt cứ chốt màu đi. Em chốt ok rồi là em đã chốt vậy rồi, chị đừng có nói lại nữa, nói nữa là em không biết đường em gói á chị nha. Chị Hồng, Hồng Phượng ơi, chị Phượng ơi gì? Ừ, Hồng Phượng nè. À, lấy cho chị màu tím nho size 2. Size 2 mẹ, size 2 còn tiếng nho. Size 2 còn. Ok, size 2 chốt cho chị gì đây? Size 2 chốt cho chị Thanh. Nói với chị chốt màu là em chốt chị Huỳnh Thanh Nguyên nè. L84 mấy chị. Rồi ok, chị Huỳnh Thanh Thương Nguyên nè. 200 ngàn, 200, size 2 200. Ngày mai chị, ngày mai chị cho em đi hẹn nha. Đúng rồi chị ơi, ngày mai mà không đi hẹn là ngày không ngày nào đi nữa. Tại vì shipper không có nhận nữa rồi. Rồi đây nè chị ơi, lên xe 4 nè, ok chị nè, để em mặc thêm một con nữa, rồi em lên xe 4 với chị ra lựa nè. Tím nho.
màu màu hồng, màu đen vàng, đó 200 ngàn. Có số 5 là 210 thôi. Màu tím cà, đó mà chị đã ưng thì chốt cho em. Tím cà, đen vàng, màu hồng, màu cam, màu đen đỏ, màu tím nho. Đó mà chị đã ưng thì chốt liền em nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn nha. Chị đã ưng thì chốt cho em liền. Ưng màu nào, ưng màu nào chốt màu đó cho em nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Thích màu nào khi mặc cho mấy chị xem nha. Đừng có ngại nha mấy chị ơi. Em có tay lỡ luôn. Tay lỡ là 210, số 5 225. Ủa 212 20. Số 5 220 đó chị đã ưng thì chốt giùm em nha. Rồi màu hồng C4 cho chị Ngô Lê, chị Phương gì nè. Ok chị màu hồng luôn, cực kỳ đẹp. Sao chị biết lựa màu quá vậy? Màu đẹp lắm luôn á. Ngô Lê màu hồng em bán là chạy dứt luôn. Ok hướng hồng của chị nè. Rồi chị đã muốn lên mẫu nào, muốn lên màu nào nữa em mặc cho mấy chị xem. Đẹp lắm. Nên đầm 65kg như chị kia không được. Đầm 65kg hả? Đâu đầm đâu hãy có lên con. Thằng Vũ đó, có đầm lấy đó. Không gì. Đầm có lên đó. Con ba màu duy nhất luôn. Còn 85 kg mặc con này vừa giùm em nè, cực kỳ đẹp.
mày cốt cho em đen. Trời ơi, em mặc nó bự quá bự rồi nè, xe lớn quá lớn rồi đó. Mà chị Đương tay phòng nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị Đương thì chốt cho em đó, xả chị 300.000 luôn. Rồi chị nào nhanh tao chốt đi, em hàng Quảng Châu nha. Đâu rồi, đường ba màu con hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp, mới có xe lớn thôi nha chị ơi. Phơm này là phơm 70-80kg, 85kg. Chị Đương chốt cho em hàng Quảng Châu có gì ra hay không, cái bọc thì cũng biết là hàng Quảng Châu liền đó ha. Quá chị, em có xanh đen, đỏ, đen, chị ưng màu nào, ưng màu nào cái màu đó cho em liền nha chị yêu ơi. Rồi ưng thì chốt liền em, đen, đỏ, xanh đen đó. Form này rất là đẹp luôn, mặc màu đỏ lên cho mấy chị xem cho nó sáng. Bỏ lột mà. Rồi đó, 85kg đó, ai ưng không, ưng thì chốt cho em nha. Rồi chị màu đỏ đây, tay em đây mặc màu đỏ nè chị ơi. Tám năm ký không mặc màu tối tối nữa, bự lắm, hết size nhỏ để mặc rồi, giờ lấy size lớn mặc luôn. Mày lấy coi kẹp lên, thôi khỏi đi, cầm luôn đi, quá đẹp luôn. Đó chị ơi, thì chốt cho em đó. Hàng Hiêu trực tiếp hàng Quảng Châu nha, Quảng Châu cho em nha, hàng Quảng Châu dập ráo luôn nè, thấy không, dập ráo luôn đó. Mà chị ơi, thì chốt cho em đỏ đó, đỏ cho em nha, ưng đỏ chút đỏ cho em cực kỳ đẹp luôn đó. 300.000 hàng Quảng Châu cao cấp nha, không có gấp trả lại em nha mấy chị. Hàng này là hàng cao cấp khoảng 3 con thôi, màu xanh, màu đen, màu đỏ, xanh đen đen đỏ. Cái này em bán biết bao nhiêu cái rồi nha mấy chị, này là em biết bán biết bao nhiêu cái rồi mấy chị đó. Hàng không, hàng Quảng Châu cho em. Rồi chị đưa cái chốt cho em 350-340 luôn đó, mà em xả chị 300 luôn. Qua con này thì có nhiều màu. Rồi mấy chị muốn lên gì nữa không? Mấy chị ơi, muốn lên gì nữa không? Rồi đây quá đẹp, chị nào ưng thì chốt cho em liền nha. Rồi, mẫu này size lớn luôn, size này là size form này là 75kg đổ về. 75kg đổ về, quá đẹp luôn. Đó, 55-75kg. Mừng mấy nào? Lấy không lấy hết luôn. Còn đây người chị đã ưu tiên, ưu tiên cho em 75-75kg. Co giãn thoải mái nha. Mẫu này hàng co giãn, còn chị ưng thì chốt cho em cực kỳ đẹp luôn. Tím, tím cho em nha. Đẹp có cái gì đây, phơm này đẹp nè. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Có cái hàng thịt luôn, rồi chị đã ưng thì chốt cho em nha. Nhiều mà 220, xả 220 với chị luôn. Rồi chị nào nhanh thì chốt liền em. Làm dài luôn nha mấy chị ơi, làm dài luôn, 220 cực kỳ đẹp. Ưng thì chốt liền em. Đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá, đẹp quá. Rồi đây em lên tiếp nè. Kiếm con gì trên trên phía dưới nha chị. Ờ, cái con gỗ vuông thôi bây giờ chưa lên. À, lên con gỗ vuông mấy chị xem. Lên vuông vuông đi. Đây em có một con xây 60kg đổ về. Một con xây 60kg đổ về gỗ vuông. Chị đã ưng thì chốt cho em. Đó, hôm nay là em có xây 70-75kg luôn nè. À, quên lên cách tân mấy chị nữa, quên nữa, để em mặc cái con này xong đi với cái tân. Còn đây là chị nữ thì chốt cho em nè, màu này là cái màu màu tím nho, tím nho cổ vuông cho em nha, cực kỳ đẹp luôn, tím nho đó. 200.000 cổ lộn xả luôn, 190 luôn. Rồi chị nữ thì chốt cho em liền 190 nha, 190 em có là màu tím nho. Ủa, màu tím nho kia xây lớn hết hả? Đấy rồi, chị kia lấy bữa hỏi nữa, bữa mình vừa đắt like á. Nhớ chứ, mà chưa tới giờ chị ơi, chưa hết giờ. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt cho em nha. Màu tím nho, màu hồng đó. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em. Hồng này hồng nuốt nha, hồng nuốt là 75kg. Chị nhớ comment nhanh nhanh nha, cầm dễ gánh chứ không có em chịu đó. Nhớ thấy cần comment nhanh nhanh nha mấy chị ơi. Rồi đây màu hồng, ưng hồng chút hồng cho em nha. Ưng hồng chút hồng liền giùm em. Rồi chị đã ưng thì chốt liền em. Em lấy một cái, một bộ đỏ đô chân. Em lấy một đỏ đô dưới chân phải, em cho chị lấy đi. Là sao chị ơi? Em chị em lấy đỏ đô, em lấy đỏ đô dưới chân là sao chị? Dạ
là có chị có thiêu dưới chân á. Cái này hả? Chị kiếm thiêu dưới chân á, 70 kg bộ rồi bộ biết không? Rồi bộ thiêu chân thì em hết rồi. Hết rồi. Rồi. Bây giờ chỉ còn mùi da thôi, chứ không còn mùi gì nữa khác hết trơn á. Mùi da đâu rồi? Mẹ ở đấy mà.
tương đỏ chút đỏ cho em đi. Trời ơi, chưa nghi quên kìa. Chưa hồi hức nữa kìa. Rồi đây. Sáng ngủ luôn á mấy chị ơi. Đó, thiêu cái chân nè, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nè, mẫu này mẫu đẹp nha, chứ không là mẫu xịn sò nha chị ơi. Đó, ưng đen vàng thì chốt đen vàng, còn ưng đỏ chút đỏ thì con nha cô ơi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em đi tiễn 10 con áo dây nha mấy chị ơi. Rồi đi đi, lấy đi. Lấy sạc nha. Cửa sạc tặng nè mấy chị ơi. Đó, có động lực chưa mấy chị ơi, rồi tặng nha. Em tặng cho 10 chị nha. Em tặng cho 10 chị đầu tiên. Ủa, 10 chị... Chị nào comment? Chị nào comment trước? Đọc mã thôi. Tí nữa em đọc mã nha. Chị nào nhanh tay thì chốt được rồi đây. Quả đẹp luôn rồi, chị đừng bảo chút bỏ cho em. Đỏ, vàng, đen vàng. Chị nào có đơn em mới tặng nha mấy chị. Đỏ, đen vàng. Rồi, ưng thì chốt đi giùm em. Đỏ này là cô mà không lấy thì cũng tí kiếm chịu nha. Con đang xả chanh chín nè. Rồi, muốn lấy mẫu gì nữa đây? Màu đỏ dưới chân đó đúng không? Em bán là 80k một áo mình đó, và em tặng cho chị luôn. Có 4 đâu đây nè Hương. Để chốt cái gì kia rồi. Chốt rồi luôn hả? Mình nhớ chốt cũng đâu có chút nhỏ mà ta. Hai con đỏ qua, còn hai con đỏ rồi. Mà Hương sáng hết rồi nè. Ừ, vậy hết rồi. Hết đỏ rồi, chị là không có đỏ rồi, không hết luôn rồi. Em chưa nghĩ sao chế nghĩ được. Ok chị Hiện nè, ok chị Hiện luôn. Hiện Thành, đẹp lắm chị. Không lấy là tiếc, nó hiện cái máy mẫu này em đang xả. Không lấy là tiếc. Rồi đây nè, em tặng cổ lộn tay. Em lên vài con nữa mấy chị ơi. Ủa, có một năm sữa này, chịu không? Năm sữa gì? Con năm sữa kìa. Còn cam sữa. Cam sữa nè, có ai lấy cam sữa không? Cam sữa, chút cam sữa cho em. Đẹp lắm á chị ơi. Chị coi nè, nó có bóng đèn nó hơi bị chó, chứ ngoài nó rất là đẹp nha. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Chị là ưng thì chốt cho em cam sữa. Xả cam sữa này 140, ủa gọn vậy 180 luôn. Xả 180 luôn, chị là ưng thì chốt cho em. Cam sữa 180 rồi, chị là ưng thì chốt liền em nha. 75kg còn một con duy nhất. 180. Rồi ưng thì chốt liền em 180 mấy chị ơi, còn chị đừng phải chốt liền em nha mấy chị ơi. 180 cam sữa 75kg. Rồi xả luôn đó. Đã banh nhà lọc luôn. Rồi đây lên qua con này. Qua tiếp con này nha. Chị heo. Chị heo mỗi lần chăm lấy con đỏ. Con đỏ này không? Không biết đâu, chị kiếm con màu đỏ đó. Thì con đỏ nó đẹp cái gì, sao không lấy chị? Con chị con đỏ này nè. Con đỏ này hết đỏ tay tay con rồi. Rồi đây, quá đẹp luôn rồi, chị đã ưng chốt cho em. Rồi đây, chị ưng cam chút cam cho em liền. Nha, ưng cam chút cam liền em. Rồi ưng thì chốt liền em cam 75kg xả với chị con này luôn. Nhiêu đây? 180 luôn. 180 luôn, cam 180. Đen đỏ đen cam. Rồi chị đã ưng màu nào chút màu đó cho em. Đen đỏ đen cam, màu cam. Rồi luôn, xả 170 cái này luôn. 170 ghi giá em nha. Nhớ ghi giá em nha, không ngày mai em quên đó mấy chị ơi. Rồi đây, đen màu cam. Đen vàng 65kg. Không còn. Đen á, đen vàng 65kg hả? Không không, vậy rồi. Về chị chích đen lại được thì chị lấy chơi. Chị Nguyễn Hiền nè. Đen vàng hả? Đen vàng hết rồi. Đen vàng hết rồi. Hết rồi hả? Ồ. Đó thì đây người chị đâu thì chốt cho em cam 170, cam 170, cam 170 nè. Cam 170 nè, đen đỏ 170 size 4 luôn, 75kg. Đó, đen đỏ 170 luôn. 170 cho em con này nha. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị coi nè. Đó, hàng riêng đây cao cấp luôn nha, chứ không phải hàng thường đâu. Đen đỏ. Đen đỏ. Đẹp lắm. Là đen cam. Ưng màu nào chút màu đó cho em. Xả 170 mẫu này luôn. 170 mẫu này. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em. Đen cam thì coi gòn nó đẹp. Tại vì cái này có cái ánh đèn nên nó không có thấy rõ, nên em để gòn cho chị xem. Nó có ai để gòn cho chị xem không? Rồi ưng chăm, ưng đen cam chút đen cam, ưng đen đỏ chút đen đỏ cho em. Rồi ưng cam chút cam luôn. Rồi qua mẫu tiếp.
65 kg đúng không? 65 kg lấy mụn này đi. Hồi nãy chị nói đỏ màu nào chị? Đỏ thì lỡ đúng không? Mà ra mày coi con cái mẫu này màu nào? Đỏ thì lỡ thì con. Cái con kiếm cho con cái mẫu đó đi. Nó sợ mày đem vô đây nó sợ. Thứ 4 kìa. Ủa. Vậy là hết đỏ thứ 4 luôn rồi. Rồi đây mẫu này. Đây 65 kg thì mẹ con tím này quả đẹp luôn. 200. Ủa? Nên bán còn bao nhiêu mà? 200. Còn chị Hưng thì chốt cho em 200.000. Cái mẫu này đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này không được sale đâu mà con cuối cùng sale luôn. À con này có màu đỏ nè, để em lên chị xem. 75 kg đúng không? Em có đỏ luôn. Mẫu này. Còn chị Hưng thì chốt cho em liền. Đó, 65 kg còn hai con, màu vàng với màu tím. Tím hai luôn á. Hàng thêm trực tiếp, ủa hàng đá trực tiếp, hàng đá cao cấp luôn nha. Đá cao cấp giùm em luôn, rồi chị Đà Ương thì chốt giùm em. Đó, đá cao cấp cho em luôn nha. Rồi tím hàng. Tím hàng. Đó, tím hàng với màu vàng 200.000. Đẹp không? Đẹp dữ dằn luôn mấy chị ơi. Màu vàng, màu cam. Ủa là màu vàng với màu đen, ủa là màu vàng màu tím. Còn size 62, 60 kg đổ về, em còn màu vàng với màu đen. Rồi Ương chốt cho em. Rồi size 70-75 nè. 70-75 em có màu đỏ luôn nha. Rồi 70-75 kg nè. 70-75 kg em có màu cam. Màu cam. Màu xanh dương. Màu tím hang. Màu tím nho. Màu vàng. Màu xanh rêu. Màu da. Với là màu đỏ luôn. Chị màu đỏ hả? Ok. Ok, để mặc màu đỏ cho xem. Tiếm hàng này chồng có 5 kg không? Đây nè, đây mặc nè. Rồi ok luôn. Đó, đây mặc nè, rồi ok chốt với chị nè. Mấy chị ngày mai, mấy chị nhớ cái máy em nha. Không xả nha, xả là xả hết nha. Cuối năm rồi. Em đã bán hàng sale rồi. Em đơn nhiều lắm đó, mấy chị là nghe máy sớm sớm giùm em nha. Uống sớm không mượn chưa? Không phải, điện là mấy chị nghe giùm á. Để em thôi là em làm đơn không kịp rồi đi không kịp cho mấy chị á. Đi đơn không kịp là em không có đi hàng luôn á mấy chị. Không đi hàng chỉ có hôm nay nữa thôi đó nha. Chỉ nó có là hôm nay nữa thôi đó chú. Là cái 4:30 là shipper lại lấy đồ đó là em sợ làm không kịp á. Rồi đây 75 kg màu đỏ, coi chị đơn đỏ chút đỏ cho em. Đó cô. Đâu hơn cái màu gì đâu. Cô gì cô Hồng Phượng nè. Hồng Phượng nè, cô có lấy đỏ không? Ừ thì ghi con là chốt đỏ nha. Ừ thì đó là chốt đỏ 200. Ghi giùm con đúng mã chốt đỏ 200. Rồi đây, cô lấy thì cô ghi giùm con đi. Lấy thì tôi ghi giùm con là chốt đỏ 200 để con in phiếu ra. Ghi giùm con giá tiền luôn, chốt đỏ 200. Rồi thưa tặng đồ đi, 5-6 phút rồi. Không chưa, xong chưa, để con tặng nè, cô Hồng Phượng ơi. Đó, cô có lấy không? Lấy đỏ thì chốt đỏ con, rồi ghi giùm con là đỏ 200. Rồi đây con tặng đồ nha. Con tặng nè mấy cô ơi. Quên nữa, còn 5 phút nè. Rồi nhanh nhanh mấy chị quay rồi đem tặng nha. Em đọc mã chị Đà Ưng mã này chút vào đó cho em nha. Rồi chị Đà Ưng đổi chút đỏ lì giùm em nha. Đó, cô Hồng Phụng có thấy không? Hồng Phụng nè. Xong chưa? Con đi. Con mấy mẹ này lấy ra rồi ngoài rồi đó. Tặng quần áo đó nè mấy chị ơi. Không. Nè, cái móc nè. Tiếm đủ chưa? Rồi, đây đây là 10 cái rồi đó. Không chưa, giờ tặng 10 người nha. Vậy là cô Hồng Phượng có lấy đỏ không? Đừng biết luôn đại đỏ cho cô nè. Rồi đây ghi mã cho em nè. Tặng nha. Rồi. Rồi. Đây rồi chị nào ưng con này. Ghi giùm em. Này giống như cái áo đang mặc luôn mấy chị. Thấy không? Cái phần áo của em đang mặc nè. Đó. Chị nào mà không vừa. Về tặng cho con cháu luôn. Đó. Rồi đây em tặng chị ưng bây giờ nha. Đen màu cam. Màu đen cam. Ok. Ok. Màu đen cam cho chị luôn nè. Còn có rồi, con là 200 cho chị Hồng Phượng. Đen cam đâu? Rồi đen cam, chốt cho chị luôn 75 kg 170. Ok chị yêu nè, bấm cho chị đen cam. Rồi màu đỏ cho chị luôn nè. Rồi đây bắt đầu em tặng nó chị ơi, nhanh lên mấy chị ơi. Không có thời gian rồi, còn 5 phút nè. Rồi đây rồi chị là ưng con này. Ưng con này chốt liền em. Tặng đỏ, tặng đỏ mã nè. Ghi đúng mã em nha, tặng đỏ. Rồi chị đâu ưng ghi nhanh lên thì ghi em nha. Tặng đỏ. Tặng đỏ. Tặng tặng tím. Tặng tím. Đó ưng con nào? Chị nào nhanh nhất thì em tặng cho mấy chị nha. Chị nào chốt trước thì em tặng cho mấy chị. Rồi, đây. Đỏ cho chị
rồi tặng đỏ chị Nghi Quỳnh luôn. Rồi đây, rồi tặng vàng, tặng vàng hết. Tặng tặng đỏ hết rồi, em còn đang tặng tím với lại tặng vàng. Tặng tím cho chị Phương Khai Út. Rồi tặng tím cho chị Phương Khai Út nè. Rồi tặng vàng cho ai, em còn có tặng vàng. Tím mày hết thì em lên xong em lại lấy nè. Để vô đi rồi mất tiếp. Rồi tặng vàng cho chị Huỳnh Thanh Nguyên nè, ok chị nè. Tặng chị Huỳnh Thanh Nguyên nè. Tặng vàng. Rồi đây. Tặng xanh. Tặng xanh. Rồi chị ơi, tặng xanh, chốt tặng xanh cho em. Tặng xanh nhanh tay mấy chị ơi, còn có 2 phút mà mấy chị ơi. Rồi, nó tắt like rồi nha mấy chị ơi, nhanh lên mấy chị ơi. Tặng tím nè. Ok chị nè, chị nào có. Rồi tặng trắng. Tặng trắng. Tặng trắng. Đó, rồi chị nào ưng tặng trắng nè, tặng đỏ nè. Ok, tặng đỏ chị luôn nè, con này con đỏ nè, rồi tặng cho chị nào. Chị ơi, tặng đỏ nè. Tặng đỏ cho chị Ngọc Từ Tâm nè. Rồi tặng đỏ chị Ngọc Từ Tâm nè. Rồi tặng xanh. Tặng vàng. Rồi ok, tặng vàng. Thôi em tặng đại luôn chị ơi. Em tặng đại đi rồi tặng cho chị gì nữa là chị Hiện Hành nè. Mấy chị mỗi chị được con nghe mấy chị ơi. Mỗi chị được con nghe tặng đại nha. Em hết mã rồi. Bây giờ chị đọc chị ghi sai mã mất công rồi em chốt luôn bậy cho chị đó. Rồi đó, rồi cho chị Tâm nè. Rồi chị nào nữa, chị Hồng Phượng nè. Ok chị Hồng Phượng nè, tặng cho chị nè. Tặng chuyện con nha chị ơi. Chị Hồng Phượng nè. Đó, rồi tặng cho chị Hiền luôn nè. Tặng tím cho chị Hiền nè. Ok, chị đặt tím cho chị Nguyễn Hiền, thằng Nguyễn Hiền nè. Đó, rồi tặng trai đây. Tặng đỏ chị Phi Phạm Phi nè. Ok, chị Phạm Phi.